Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương để xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề nghị tăng thuế đối với một số hàng hóa xăng dầu và đề xuất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Xung quanh đề xuất này của Bộ Tài chính trong chuyên đề Tài chính thuế tuần trước phát sóng ngày 7 tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã đề cập đến những tác động của việc tăng thuế đối với người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt, với việc tăng thuế sẽ giúp tăng thu vào ngân sách 15,6 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng xăng là gần 8 nghìn tỷ đồng. Xung quanh con số này, nhiều ý kiến băn khoăn việc tăng thuế lên 4 nghìn đồng một lít có giúp cho Việt Nam bảo vệ môi trường tốt hơn và có nên tăng thuế bảo vệ môi trường để bù đắp hụt thu ngân sách hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Tăng thuế môi trường với xăng dầu lên kịch khung nhưng vấn đề cần bàn phần 2. Và trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chiếm đại đa số trong tổng thu ngân sách từ thuế bảo vệ môi trường. Cho nên, với phương án tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ tác động rất lớn tới ngân sách nhà nước. Theo đó, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 57.312 tỷ đồng một năm, tăng khoảng 15.684,2 tỷ đồng một năm. Trong đó, số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu dự kiến khoảng 55.591 tỷ đồng một năm, tăng khoảng 14.863 tỷ đồng một năm. Số thu dự kiến đối với than đá khoảng 1.590 tỷ đồng một năm, tăng khoảng 795 tỷ đồng một năm. Số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến đối với dung dịch HCFC khoảng 63,5 tỷ đồng một năm, tăng 12,7 tỷ đồng một năm. Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 67,5 tỷ đồng một năm, tăng 13,5 tỷ đồng một năm. Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính, nhiệm vụ chi cho bảo vệ môi trường từ ngân sách tăng dần trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2016. Tổng chi cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2016 khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng một năm, cao hơn số thu thuế bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2012-2016. Số thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn này, theo báo cáo trên, là 105.985 tỷ đồng, bình quân là 21.197 tỷ đồng. Cùng với số thu thuế bảo vệ môi trường tăng lên, số thu thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa này cũng sẽ tăng lên khoảng 1.568,4 tỷ đồng. Khi đó, tổng số thu ngân sách nhà nước dự kiến sẽ tăng khoảng 17.252,6 tỷ đồng một năm. Như vậy, bên cạnh tác dụng hạn chế của loại hàng hóa gây ô nhiễm, khuyến khích việc sản xuất tiêu dùng những loại hàng hóa thân thiện với môi trường như xăng E5, túi ni lông tự hủy sinh học, việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường lần này sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, trong đó có nhiệm vụ chi cho vấn đề bảo vệ môi trường. Một trong những mục đích của việc tăng thuế môi trường đối với xăng dầu là để bảo vệ môi trường. Nhưng trên thực tế, môi trường có được bảo vệ như là kỳ vọng hay không, hay là chỉ nhằm mục đích tăng thu ngân sách là chính? Đó là điều khiến người tiêu dùng băn khoăn khi mà sắp tới phải bỏ ra thêm 1.000 đồng cho một lít xăng. Bởi trong những lý do mà Bộ Tài chính nêu ra thì chủ yếu là nói về việc tăng thu ngân sách và giá cả xăng dầu. Một trong những nguyên nhân được Bộ Tài chính đưa ra để tăng thuế bảo vệ môi trường lần này là hiện giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước. Cụ thể, thấp hơn Lào là 5.304 đồng một lít, Campuchia 2.988 đồng một lít, Trung Quốc 1.650 đồng một lít. Bên cạnh xăng dầu là sản phẩm có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường như chì, lưu huỳnh, benzen, hydrocarbon thơm, hydrocarbon nặng và một số phụ gia. Đây là những chất gây hại đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Trong đó, tiếp xúc với chất benzen trong một thời gian nhất định có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Xét trên cái giác độ là bảo vệ môi trường, xét trên góc độ môi trường, chúng ta thấy rằng là xăng dầu là một hàng mà túi ni lông xăng dầu hoặc là những cái mặt hàng mà HCFC là những cái mặt hàng mà chúng ta biết là khi sử dụng là nó gây tác động rất xấu đến môi trường. Và bản thân nó thì ở không phải ở chúng ta mà các nước thế giới thì người ta đều có cái thuế, thậm chí có nước người ta quy định riêng một cái thuế đối với xăng dầu. Để làm sao chúng ta là gì, là khuyến khích mọi người dân sử dụng cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Tôi nói với xăng hiện nay là chúng ta từ năm 2018, từ 1 tháng 1 năm 2018 là chúng ta không sử dụng xăng E92 nữa. A92 nữa của chúng ta chuyển sang là toàn bộ là xăng E5 hoặc E10. Thì đấy là những vấn đề mà nó sẽ tác động môi trường.
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, việc tăng thuế bảo vệ môi trường cũng để khuyến khích tổ chức cá nhân sản xuất, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế. Tăng thuế này nó nhìn trong một cái bình diện rộng, nó có cân đối với cái việc đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 và xăng E10 như là một cái công cụ để mà khuyến khích tiêu thụ xăng E5 và E10, thì rõ ràng là người tiêu dùng sẽ bớt thiệt hại hơn. Cụ thể là họ được lợi từ cái việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt thông qua cái việc thu giá xăng E5 và E10. Thứ ba nữa là trong cái bối cảnh sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục phải giảm thuế nhập khẩu xăng dầu thì người tiêu dùng cũng sẽ được lợi. Do đó là cái tổng thiệt hại từ cái việc tăng 1.000 đồng thuế môi trường nữa, so với hai khoản lợi từ cái việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu cũng như là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thì rõ ràng người tiêu thụ sẽ bớt cái áp lực hơn. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia cũng cho rằng nếu lấy giá xăng dầu của các nước để so sánh với giá xăng dầu nước ta thì cũng là sự khập khiễng, bởi mỗi nước có hoàn cảnh kinh tế xã hội và mức thu nhập khác nhau. Nếu bình ổn được giá xăng dầu cho người dân thì đó là việc cần làm, chứ không nên tận thu bằng việc tăng giá. Lý do thứ ba là chúng ta cùng chung đường biên giới với một số nước giá xăng của chúng ta thấp hơn, ví dụ Lào, Campuchia hay Trung Quốc. Thế tại sao chúng ta không so sánh với Malaysia? Chúng ta tương đồng với Malaysia, có nguồn dầu khai thác dầu thô đồng thời xăng dầu. Chúng ta hiện nay thấp hơn Malaysia, đặc biệt so với Mỹ là một nước có nền kinh tế phát triển, thu nhập đời sống người ta rất là cao. Thu nhập bình quân đầu người chúng ta mới là vào khoảng 2.400 đô la, thu nhập trung bình thấp của thế giới. Trong khi đó Mỹ rất là cao, mà hiện nay theo tính toán tại thời điểm này thì giá xăng, một lít xăng của Việt Nam, RON 92, cao hơn ở Mỹ là từ 4.000 đến 4.500 một lít. Đặc biệt, điều khiến người dân chưa thực sự thuyết phục là bởi thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu trước này chưa công khai minh bạch và đã thực sự được sử dụng đúng mục đích hay chưa. Khi mà hàng năm, số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định qua các năm từ năm 2012 đến năm 2017. Và thu thuế bảo vệ môi trường chiếm tỷ trọng khoảng 1,36% đến 4,27% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm tỷ trọng khoảng 0,34% đến 0,98% trên GDP hàng năm. Đồng thời đáng lý ra là thuế bảo vệ môi trường phải dùng cái đó để phục vụ cho cái ảnh hưởng, phục vụ cho cái bảo vệ môi trường. Thế thì trong vấn đề này thì Bộ Tài chính chưa thấy nói, đúng không? Mà theo tôi biết được cái số liệu hàng năm từ 2014 đến 2017, thì cái nguồn thu thuế bảo vệ môi trường chúng ta lại không chi hết cho thuế bảo vệ môi trường. Cho nên với những cách diễn giải và thực tế đang diễn ra, thì theo tôi nghĩ là khó tạo được sự đồng thuận của xã hội. Bộ Tài chính phải giải trình rõ cái đó với Quốc hội, đúng không? Nhưng còn không thể mà nói mà dân không biết, rồi thì một số cơ quan, cán bộ người ta không biết. Thì rõ ràng đây là cái câu chuyện mà trách nhiệm của Bộ Tài chính phải giải trình trước Quốc hội. Vì bao nhiêu năm nay anh chi bao nhiêu tiền để cho xử lý môi trường và những lĩnh vực gì, thì anh phải giải thích rõ. Và trong tương lai thì tất cả những cái thuế đánh vào môi trường này, anh xử lý môi trường anh phải có đề án. Anh có đến khoa học, là căn cứ khoa học, đề án khoa học để anh xử lý cái thuế mà anh thu được để anh xử lý môi trường. Thì với dân người ta mới biết được, doanh nghiệp người ta biết được, người dân người ta biết, người tiêu dùng biết, thì cái đấy cái là mới là cơ bản mà Bộ Tài chính phải làm. Theo đánh giá của VCCI, về dài hạn, nới khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhằm đảm bảo thu ngân sách sẽ là giải pháp lợi bất cập hại. Bởi nếu tăng thuế đối với xăng dầu để bù lại sẽ khiến doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài. Mặt khác, không nên thay thuế nhập khẩu bằng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu vì sẽ gây ra xung đột lợi ích. Thuế bảo vệ môi trường là thu để điều chỉnh hành vi, tức là thu thuế xăng dầu để kỳ vọng là người dân họ thể sử dụng xăng dầu ít hơn để bảo vệ môi trường. Nhưng mà nếu mà nguồn thu ngân sách mà chỉ dựa vào xăng dầu không, thì như vậy là bị nhà nước bị xung đột lợi ích. Một mặt thì anh muốn người dân hạn chế sử dụng để bảo vệ môi trường, nhưng mặt khác anh vừa muốn là tăng thu ngân sách để đảm bảo nguồn thu ngân sách, thì như vậy là khuyến khích người dân được sử dụng. Theo các chuyên gia, hiện nay vẫn còn có những lĩnh vực có thể tăng thu, có thể thu được nhiều cho ngân sách như thu thuế tài sản nhà đất, kinh doanh trên mạng xã hội. Và cùng với việc tăng thuế, Bộ Tài chính cũng cần phải xem xét cải cách thu bằng cách chống thất thu, mở rộng cơ sở thu và đặc biệt đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từng đồng thuế của dân. Với việc các khoản chi thường xuyên hiện chiếm tới 70% thu ngân sách quốc gia, trong đó chủ yếu chi cho con người, tiền lương và các hoạt động không sinh lợi khác, chỉ phần ít còn lại là chi cho đầu tư phát triển, buộc Bộ Tài chính phải tìm thêm nguồn thu cho ngân sách. Và thuế môi trường
được xem là nguồn thu tiềm năng bởi người dân không cách nào khác là phải chi trả do xăng dầu là mặt hàng không thể thiếu được trong cuộc sống. Vậy việc tăng có thực sự hợp lý trong bối cảnh hiện nay hay không? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Trường, giảng viên cao cấp bộ môn thuế thuộc Học viện Tài chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VITV. Thưa ông, mới đây thì Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên 1.000 đồng một lít đối với xăng dầu. Ông nghĩ sao về đề xuất này của Bộ Tài chính và dự thảo này sẽ tác động như nào đến người dân và doanh nghiệp ạ? Thuế bảo vệ môi trường là cái sắc thuế gián thu mà là một cái yếu tố cấu thành trong cái giá bán của xăng dầu, là yếu tố cấu thành giá cơ sở của xăng dầu. Và như vậy rõ ràng là khi mà thêm 1.000 đồng một lít thì sẽ làm cho giá bán xăng tăng. Và đương nhiên những người tiêu dùng xăng dầu, sử dụng xăng dầu thì sẽ phải chi trả nhiều hơn. Doanh nghiệp thì tùy theo cái tỷ lệ chi phí của cái xăng dầu, nhiên liệu trong cái giá thành sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh, thì như vậy cái tăng thuế này sẽ ảnh hưởng tăng giá thành của lĩnh vực vận chuyển. Mà khi nó tăng giá thành của lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và hành khách thì đương nhiên nó cũng lại tiếp tục ảnh hưởng dây chuyền đến một số lĩnh vực khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với mức 1.000 đồng so với cái giá ở bây giờ là khoảng dao động khoảng trên dưới 20.000, tức là nó vào khoảng là 5% giá bán, thì đối với doanh nghiệp vận tải tôi nghĩ là với cái tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng từ 30-40% thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhiều. Thưa ông, lý do được Bộ Tài chính đưa ra là xăng dầu gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam thấp hơn so với các nước hay là đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế. Vậy những lý do trên có thuyết phục hay không khi mà hiện nay thuế bảo vệ môi trường còn chưa được công khai sử dụng như thế nào? Các lý do đó tôi nghĩ là không chỉ là thuyết phục đâu, mà nó là hợp lý đấy. Mà thậm chí còn thêm lý do khác nữa. Rõ ràng là cái đánh thuế bảo vệ môi trường nếu nó sẽ làm cho cái giá tăng như chúng ta đã vừa biết. Mà giá tăng thì cái người tiêu dùng với một ngân sách có hạn, anh ta sẽ phải cân nhắc tiêu dùng hợp lý hơn. Nó sẽ có tác động đến hành vi của người tiêu dùng, làm cho tiêu dùng xăng cho nó bớt đi. Và rõ ràng như vậy, nếu cái việc tiêu dùng xăng bớt đi thì rõ ràng là cũng bớt ô nhiễm môi trường. Cái việc mà giá xăng của chúng ta thấp hơn một số nước trong khu vực, thậm chí rất là nhiều, là sự thật, đã có con số chứng minh được. Và cái điều này là cực, đặc biệt là những nước có đường biên giới chung mà chúng ta thấp hơn, thì cái điều này cực kỳ là bất lợi, bởi vì nó sẽ tạo áp lực rất lớn cho việc chống buôn lậu xăng dầu. Một vấn đề nữa mà dư luận thắc mắc, các cái khoản thuế thì luôn luôn là không có tính chất đối giá, không có đối khoản cụ thể. Dù thuế gì đi nữa cũng tập trung chung vào ngân sách nhà nước, ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều như vậy. Chứ không phải là nó thuế có tên bảo vệ môi trường thì phải dành cho chi cho bảo vệ môi trường. Còn theo luật ngân sách của Việt Nam thì thuế bảo vệ môi trường là một khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được tập trung chung vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho cái nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. Chứ trong luật ngân sách của chúng ta cũng không quy định là thuế bảo vệ môi trường là chỉ để chi cho bảo vệ môi trường. Cho nên chúng ta nếu muốn thống kê thì phải cần có một cái thống kê đầy đủ, chứ không thể, tức là nó có chi trực tiếp và gián tiếp cho bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng là việc tăng thuế này sẽ dù gánh nặng lên vai người dân và doanh nghiệp, trong khi thì tăng thu có thể có nhiều cách như là cắt giảm chi tiêu công, đầu tư công hiệu quả hay là chống thất thu ngân sách nhà nước. Và nếu làm hiệu quả thì chưa cần tăng thuế. Vậy ông nghĩ sao về những ý kiến này ạ? Về mặt lý thuyết thì cái đó nói rất đúng. Đúng tức là khi mà giảm chi thì rõ ràng là để bớt phải đi tăng thu. Cái đó đúng. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là trên thực tế những cái giải pháp về mà kiểm soát chi chặt chẽ rồi thì chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước đã được nhà nước và chính phủ thực hiện. Đã thực hiện. Bộ Tài chính cũng rất tích cực trong các đề xuất các biện pháp để tiết kiệm chi tiêu cho ngân sách. Và mặc dù đó vậy nhưng mà vẫn cần cái nguồn ngân sách để mà đảm bảo cho thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Và bởi vậy cho nên là trong khi đó cái mặt bằng chúng ta phải nhớ rằng là cái tỷ lệ động viên từ thuế vào ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay cũng là mới ở mức vào khoảng tầm xấp xỉ là khoảng tầm 20-21% GDP. Đó. Và ở mức này như vậy là cũng không phải là cao. Nếu mà không điều chỉnh tăng thuế nữa thì cái mức động viên này còn thấp xuống nữa, và thấp nữa như vậy thì sẽ không đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Và cái này chúng ta biết rằng là có nhiều nước ở cái là đang phát triển như tầm của Việt Nam thì cái tỷ lệ động viên của ngân sách nhà nước người ta phải tầm khoảng từ
25-27% GDP, còn chúng ta còn chưa đến mức đấy. Rõ ràng là thuế của chúng ta còn đang nhẹ, mà chúng ta cũng nhìn là các cái mức thuế suất của chúng ta so với nhiều nước trong khu vực và những nước có điều kiện tương đồng là cũng rất là thấp. Bởi vậy cho nên việc điều chỉnh tăng này tôi nghĩ là cần thiết và hợp lý. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.